từ đoạn chưa thì đã sang quá thì phương tiện quá hiện đại. Tay được chứng tỏ Vim ID, Vim ID làm cũng đấy. Trời trời vãi dầu, không bỏ luôn đấy, còn lọc có tí thế này. À được cho mình. Đó, em xin chào tất cả các bác nhé. Máy đang chạy bây giờ này. Nhân viên của công ty ra tận cánh đồng để thay dầu các bác nhé. Đây là tiếp nhiên liệu. Đây là máy đang chạy ngoài đồng các bác nhé. Đây là đấy, nhân viên của công ty xuống tận nơi để thay dầu này. Để phục vụ em nó sẽ chạy ngày càng tốt hơn các bác nhé. Đó. Mới đầu về bây giờ chạy chạy tờ các bạn. Đó, đây là dầu. Dầu nhớt động cơ của ta. Đó, đây trong này chạy là để ổn rồi. Đó. Anh cái con này nó quy định là bao nhiêu giờ phải thay ấy? Không giờ mà. Lần đầu của nó là 50 giờ. À thế ạ. Lần thứ hai của nó quy định là chạy được 5 giờ chưa? Dạ. Chạy được 50 giờ chưa? Chắc cũng được. 50 giờ một tí. Chạy nhiều quýt nhỉ? Nhiều là nào lấy về nguyên. Hôm 16 lấy về tôi lấy xong nguyên chạy không đã cả mấy ngày giờ rồi. Hai mươi mấy giờ rồi. Hai bác thuộc đại lý nào các bác nhỉ? Em ở đại lý Vĩnh Phúc ạ. Đại lý Vĩnh Phúc ạ. Địa chỉ địa điểm tại đâu rồi bác nhỉ? Mộc Lâm Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ạ. À đấy ạ, rồi các bác có nhu cầu các bác đến đại lý đó các bác mua hàng các bác nhé. Dầu bia xem. Đó. Cho vào đi, cứ cho vào. Dầu thừa dầu thái mà. Đó đây các bác. Em quay cận cảnh cho các bác biết là nhân viên công ty ra tận đồng ruộng các bác nhé. Ra tận ruộng để thay dầu, thay nhớt, bảo dưỡng cho máy chạy các bác nhé. Bóng quá. Lúc nãy anh chạy ngất trước nên là cuốn. Có rẻ nào không? Đâu? Cậy nó đoạn nó phát. Huy, có rẻ lau nào không nhỉ? Sơn của anh. Nóng nóng. Nóng. Mới có gì mà là nóng lắm. Đây mới chạy có, em mới chạy 8 phút mới đi. Chạy lúc là nóng rồi. Sao con này mới mà nó chạy đôi khi nó cũng xả khói đen ra nhỉ? Như con như những con 5018 nó có mấy đâu? Nó à thế à? Nhưng bắt đầu đề cái nó cũng nó không phụt khói đen. Nhiều lúc mình lúc mới đầu lên nó vẫn chưa đốt hết nhiên liệu. À thế ạ. Mà nó xả khói đen. Vâng. Nếu mà mấy bác cứ sợ là máy nó hỏng. Sắp cháy. Lúc mới đầu bao giờ khói đen nhiều, lúc đấy là nó chưa đốt hết nhiên liệu. À thế ạ. Đây các bác nhá. Đây là nhân viên kỹ thuật của công ty đại lý Vĩnh Yên Vĩnh Phúc các bác nhá. Cù ta Vĩnh Phúc các bác. Thế nên là máy cú bố tao. Đọc cái là cú bố tao. Nóng này chạy thay dầu nó mới xuống. Đúng rồi, nóng này chạy thay dầu nó nhanh. Cho cái cho dầu vào đi anh không cho hết. Cho cái mô xích. Con này mở cái loại này mà phèng. Con răng bé rồi nó chả gãy mấy cái rồi. Cái răng dàn phay đây là răng liềm hay là răng ấy nhỉ? Răng to, răng cuốc. Không, cái răng này gọi răng liềm hay là răng cái răng gì nhỉ? Của bọn mình nha. Cái răng gì nhỉ? Cái gì kích nhỉ? Đây nhưng mà vẫn tên lưỡi dày của nó thay. Bọn này là Campuchia thì phải. Campuchia gì vậy? Đây em quay cận cảnh cái răng dàn phay các bác nhá. Em thì cũng mới đi. Nam cũng mới làm loại này. Mới vào nghề lên này bọn em cũng không biết là những cái dàn phay hình thù như này gọi là mà mặt bích à, đúng rồi. Cái này đây là răng liềm hay là mặt bích đây chẳng biết. Các bác kỹ thuật trong nghề các bác biết không? Kinh. Răng. Loại này thì không sợ gãy răng. Loại này nó phay vào chân có đứt không? Tí nữa đưa thử mặt quấn cả người luôn. Tí nữa anh kéo cao này anh chỏng mông lên cho anh nhân quanh nhá. Bổ phát cho nào nhờ. Cái dàn này là dàn ngoài các bác nhá, không phải dàn của hãng đâu các bác nhá. Nhìn cái dàn này. Cái dàn này dàn của Machio các bác nhá. Ôi dàn này thì nhìn răng nó to nhìn nó thưa, cái dàn bé cái răng nó nhìn mới khốn nạn nhờ. Có tầm cái loại dàn như nhà anh là bảy mấy răng ấy nhỉ? Chẳng biết 7, 72 hay 76.
Con này bao nhiêu răng đi? Đấy, đếm ngắn. Đếm xem. Ngồi đếm ngồi hết buổi sáng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó có phải nó xếp đều đâu em. 9, 5, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Đâu? 6 ấy à? 5, 4 đi em. Thế thôi. Bởi vì cái này của nó to, còn cái dàn nhỏ nó kia thì lưỡi của nó chỉ bằng 2 ngón thôi. Thế là tổng cái dàn đấy là mỗi một hàng là 9 răng à? 9654 à? Thế là 6 dãy mới mỗi dàn 6 răng. 9 hàng. À. Thế làm sao mà cái dàn này làm sao được 9 răng được? 9 hàng. 9 hàng mỗi hàng 6 răng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái. 9 dài này cơ mà. Thế đấy là 9 răng, thế còn hàng cái này là 6. Một hàng một cái của nó đây này, nó là đây à. Một cái của nó có mấy răng này này. Đây là một cái này, đây hàng là một dọc này. Giá đến 10 nít hả? Tính thế được mà, tính cho được chiều ngang được mà. 9 nhân cái này là 6 phải không? Cái này 6 đúng không? Ừ. 54 dàn cái dàn Mai Chiêu đấy, 54 răng. Qua có bác hỏi là răng mặt bích hay mặt liềm thì em cũng không biết là mặt bích hay mặt liềm này đâu các bác nhé. Các bác à, em mới bước vào người này các bác. Đây là các bác nhìn cái này các bác biết là răng mặt bích hay là răng mặt liềm gì đấy thì các bác nhìn các bác nhé. Cũng đèn các bác nhỉ. Con này nó to là phải chạy ruộng to Huy ạ. Con này to chạy ruộng to nó mới phê. Nhưng mà chạy tốc độ được không? Tốc độ không sớm là mày cứng quá. Đây là bình ác quỳ của anh. Bình ác quỳ của anh. Chạy bên này có bằng một nửa là nó chạy bên cầu. Ác quỳ. Tác dụng đẹp nó chỉ bằng một chút thôi. Ngọc can. Không. Uốn dầu rồi nhỉ? Con ốc xuống đây mà. Uốn dầu. Ở chỗ cỏ cỏ ở đây. Rồi mới đâu cả. Không. Có tí dầu nhỉ? Bên này. Nó mấy loại dầu ấy? Dầu động cơ, dầu số, thủy lực. Thủy lực bao giờ thay nhỉ? Bây giờ bọn em chỉ thay lọc thôi, còn thủy lực hơn 400 giờ ấy. Thủy lực hơn 400 giờ. Vâng. Thế còn lâu. Làm giờ này sang năm. Ừ. Nhưng không có gì mà sang năm. Con 5.000 ở nhà được bao nhiêu giờ đấy? Hôm đi lên vào thay là 270 giờ rồi. 200 mấy giờ 7 phút. 70. Còn nó chưa làm đến tầm đấy đâu. Sợ rồi. Đó. Cái đấy gọi là cái gì bác? Lọc. Ui chết rồi, không bảo anh lấy chai rồi. Để đổ dầu. Chai đổ dầu. Chai đổ dầu á? Chai đổ dầu. Không có. Ừ rồi. Xuống kiếm cái tàu khoai lang nước à. Cái lá khoai lang, cái cần lá. Giấy tờ đấy. Em ở ngoài này. Ừ. Thôi được rồi, tí nữa em. Đây, lấy cái này. Lấy cái vỏ này. Lấy cái tờ ngoài này. Lấy cái bìa này được. Cái đồ nghề đấy là tự chế chưa bác? Vâng, cái này là chế anh ạ. Tự chế đúng không? Cái này nó ấy hơn. Còn cái mới đi theo máy kia nó yếu hơn. Chứ là Việt Nam ta có tài ốc sáng tạo hết đấy nhỉ? Mình chế nhiều. Việt Nam là giỏi ăn cắp nhất. Chỉ ăn cắp. Chưa bằng Trung Quốc rồi. Cho nó xem hát về một chút nha. Không anh ạ, bây giờ của ta tưởng nó là hai Trung Quốc hai. À. Không cái gì nó không làm. Đúng cái gì không làm. Cho nó xem hát về mất biết. Thế phải tháo cái mặt lạ ra ạ. Dễ làm. Khó nhỉ, chú này khó tháo. Có bác tí nữa hai bác kỷ niệm cho em hai cái mũ cua ta đấy nhá. Có một cái à? Sau bác lên kỷ niệm cho bọn em vài cái nhá.
Được không? Được được anh. À, đi đội cho nó có tính chuyên nghiệp. Tí nữa bác cho em đội thử một phát em xin đội. Hôm sau tí cho luôn. Hôm sau bác lên nhá. Bọn em cũng đi quay này cho nó giống cu ta tí. Cu tao. Hả? Chắc là cu ta quên. Có nghĩa là đợt lấy máy thì nếu mà nó cho theo máy luôn. À. Chứ còn bây giờ bọn em đi làm thì mỗi lần đi chỉ được một chiếc thôi. À. Nhưng mà đến đấy nó có cho miễn phí đúng không anh? Có, anh lấy máy em xin. Không, nhưng mà cánh anh ấy. Dạ. Cánh anh đến nó đến đi làm ví dụ hôm nay mất mai thì lấy cái khác không? Em lấy lúc này được. Em ở công ty em là nó có thì. À. Chứ có sao? Quần áo này nó như kiểu đồng hộp ấy, 5 lần 2 lần. Không, ý là mũ thôi. Mũ. Không như cái mọi mũ này như ở cho không như khẩu trang đến lấy thoải mái nhỉ. Em không bảo anh em có cầm cái vam của anh ấy không à? Mình không à? To quá. Thay dầu quả này vất phết này nhỉ. Mẹ bàn tay không được đâu, chặt lắm. Sao giờ xay cái đấy. Nó nóng rồi. Từ em xem. Quay. Không mang vam. Không có vam đấy. Quả này chịu rồi. Không tháo được à? Tháo được, tô được, không chịu được. Chịu sao được. Kiểu gì từ giờ ăn trưa vẫn xong. Cá nước anh hay gì ấy. Nước thảm mát. Tụi anh lại chắn lên cái mặt lạ đi. Tí nữa anh vặn quả ngắn vào anh vẫn phải đấy. Không, quả ngắn vặn vào chỉ vặn bằng cân bằng tay mà. Ở đây không? Dạ mà không? Chưa. Em thấy nó nhúc nhích một tí rồi. Đấy. Từ giờ ăn trưa kìa gì vẫn xong rồi gì nữa. Phương tiện quá hiện đại. Tay bằng tay được. Trên này có cái COVID này. Chứng tỏ Huy hôm nay đi. Huy hôm nay đi làm cũng ấy thế nhỉ. Ôi, cái gì đây? Chạy dầu. Vãi. Dầu. Bỏ luôn anh. Con lọc có tí thì mày. À. Trong quả lọc. Giật cho mình. Em tưởng nó đổ một phát tất cả những thùng ra. Mày xả hết. Xả hết. Được, lấy cái này bật. Kìa, em bóc kìa. Kìa một quả kìa rồi. Ơ, thay luôn cả cái quả này á. Lọc rau mà bắn. Sao quả đấy nó đi theo máy là đen mà quả này lại trắng. Vâng. Chắc là lại làm thêm một điểm nhấn đúng không? Quả đấy là theo máy, quả này là thay thế. Thường thường bảo quả theo máy là ngon hơn nên rồi bỏ một mất quả đấy thôi nè. Hay là không. Chỉ 50 giờ đây anh ạ, 50 giờ là đầu đầu tiên mình thay thôi. Ở trong này mát, cái mặt sắt đầy trong này rồi. Nhìn ở ngoài thì nó mặt sắt vụn không có gì đâu. Nó có lông châm ở trong mà. Mặt sắt vụn ai mua cái loại này? Sắt vụn cũng chả mua quả này. Ui. Bởi vì quả này cũng chả phải bằng sắt. Nó bằng nguyên liệu bằng cái gì đấy? Đấy, dầu thì dầu mới thì nó vàng mà xong. Ở trong nó có những cái lá như có những cái lưới lọc này. Ừ. Đây là cái nấm châm nó hút cặn sát vào. Đấy, thì anh quay bằng cái này chết tôi. Không. Bằng cái giấy này. Không. Tại sao ấy? Bác đừng nói tí lộ hết. Tí nữa không có toa, em sẽ có lô toa cho bác. Mà ở nhà nó tiện hơn. Ừ. Các bác về ra đồng này các bác biết gì cần gì. Ra đồng thì đôi khi chúng ta phải. Bên này có phay không các anh? Chỉ. Dạ. Bên này có phay không? Có. Chưa có phay hết bạn. Bọn em đi anh cánh đồng là, nào? Anh lắm là lắm nó em chạy nó mà tọt củ quả lọc ra là anh chết thì. Bạn tay không ra được. Tọt quả lọc. Không mà tọt được. Lấy cái kia lại bạn chắc là không tọt thật không? Không. Điện hôm sau rồi, anh ơi lên thay quả khác, quả kia rơi thôi. Không, rơi mất đúng nào. Quả đấy đâu mất nữa. Chắc thằng nào tháo mất rồi hay sao? Không biết cho nó chắc vào cho nó chắc ăn. Tại vì gen này gen mới, anh xáy bằng tay thôi là thì nó tự từ đi tặng. À, nóng nó nở ra đúng không? Bây giờ đang vừa đi. Mình cho cái kia vào siết thì nó đứt giòn. Thì xuyên cái này nó chặt quá thì nó đứt. Loại này không khác gì đường tàu ấy. Mình phải để cái khoảng hở ấy. Ừ. Nó nóng rồi là. Ui. Chờ. Chủ máy đấy. Chủ máy đang chủ máy phải hơi tay anh ấy trơn. Chủ máy tay hơi kém vặn theo gãy cái tay. Còi.
Thế chứng tỏ cũng ấy nhỉ. Ờ em biết nhân không? Đấy các bác ạ, em một lần đầu tư máy nó còn như thế đây các bác. Đây lên là đôi khi các bác xem video của các bác thương một em để đăng ký chia sẻ video lên bọn em các bác nhé. Với lần đầu